chào quý vị các bạn. Nay gặp anh Châu có mấy cây mai tàn với mấy cây mai vàng mini quý vị. Cũng giao lưu quý vị các bạn. Cũng mong quý vị các bạn ủng hộ cho anh Châu. Rồi anh chào anh Châu. Chào anh em, bữa nay mình có mấy cây mai tàn hấp còn lại nè. Bây giờ bữa nay mình lên giao lưu với anh em luôn cho rồi. Bữa nay là 34 hết anh em ha. 34. Thoát thân là 40 anh em ơi. Đây chi cành điệu anh em. Còn để này đế, để đế này nè. Cục đế này nè. Cái này Zalo nè, 7 triệu nha anh em. Đi cành đều hết. Rất là đều. Rồi cái thứ 1 nha anh em. Rồi cây số 1 giá 7 triệu luôn. Cái này là 37, 38 đến 37 nha anh em. 38 đến 37 nha. Ở đế nè anh em. Đều hết. Ở đế này nở nha anh em. Cục luôn. Xương là đặc cứng nha anh em. Xương chi là đặc cứng hết. Cái này là 9 tới 9 cánh, 10 cánh, 8 cánh. Bông giống như bông 2 tầng luôn á. Sáng này con. Thấy coi. Tại vì mình bứng là bự vô mất sức bông nó thấy nó hơi nhỏ. Cái này cũng cho luôn em 7 triệu nha anh em. Nhà xương cành đều nhắc nè. Rất là dày nha anh em ơi. Rồi cây số 2 giá 7 triệu luôn. Rồi cây số 3 anh em ơi. Cây số 3 anh em. Bữa đấy rất đẹp anh em. Vô mình là cho đồng rồi anh em mà alo mình móc bầu ra, cái này mình không có để nguyên cục bầu rồi chứ mình không có rã đất nên mình làm được, mình bầu ra được thì bỏ bầu đi ra anh em thôi. Đây bộ đế này anh em, đều hết nè anh em. Đây bộ đế dày hết nè, đều hết nè. Cái này còn 31 đến 30 hết anh em ha. 31 đến 30. Thoát thân lên 31. À chỉ cành đều. Tròn, tròn quay luôn em. Rồi cái này Zalo anh em 4 triệu rưỡi nghe anh em. 4 triệu rưỡi 3 giá 4 triệu rưỡi nha quý vị. Rồi cái số 4. Đây bộ đế đẹp cực kỳ anh em ơi. Đây nè bộ đế này nè. Đều hết rồi nè. Đều hết bốn ba luôn, bên nào không có đó nè anh em nè. Không có nào trống hết. Bộ đế này rất đẹp. Cái này là 35 anh em ơi. 35. Tót thân lên là tới 3 tóc à anh em ơi. 3 tóc. Chi cành cũng đều nè anh em. Đó chi cành đều, tại vì mình vô nó mình lấy lưới lam che lại cho nó mát. Cái này có 4 triệu rưỡi nghe anh em. Bộ đế rất là khá nghe anh em. Quay đế kỹ vào đế cho mình.
Cây lô này có bốn gì nữa nghe nè. Rồi cây số 4 giá 4 triệu rưỡi luôn quý vị. Cái này anh em mà nếu mà ai mà chơi hết 4 cây á thì để mình thương lượng với cả bớt anh em đỉnh thôi, chở xe tải giao luôn. Rồi quý vị nào thì các bạn nào cũng muốn mua số 4 cây hết thì cứ liên hệ với anh Châu, giá thỏa thuận cho anh em nó vui vẻ. Mưa tới rồi. Rồi cái này tới mai nhỏ nghe anh em. Mai vàng. Mai vàng này giá sao anh Châu? 3 cây 1 triệu anh em ơi. 3 cây 1 triệu quý vị. Rồi cái này là lô số 5 nha, lấy 4 cây mai tàn là số 4, cái này là lô số 5 nha anh em. 21 nha. 20. Cái này cũng 19 anh em. Này cổ đấy đẹp anh em. Chi cần đều nha anh em. Cái tổng thể đây nè. Tổng thể nó là rồi 3 cây 1 triệu chia cành đều. Rồi 3 cây 1 triệu anh em. Lô số 5 3 cây 1 triệu nha. Rồi 3 cây 1 triệu lô số 5. Rồi lô số 6 lên. Đây, số 6 cũng 3 cây 1 triệu luôn anh em. Hai mươi bốn anh em. 17. Rồi chia cành cũng đều hết nha anh em. Rồi 3 cây 1 triệu đầu anh em ơi. Số 6 nha. 3 cây 1 triệu luôn em. Nè cái này củ đế này nè. Một củ nè. Đó. Củ luôn nè. Rồi cây lô thứ 6 này 3 cây cũng 1 triệu anh em ơi. Rồi cây số 7. Hai mươi ba ha anh em ha. Chiều cao là 1m25. Chia cành đều nha em, chia cành đều hết nha. Cái này có giá như là 600 ngàn. 600 ngàn. Củ đế nè, 600 ngàn. Rồi chia cành luôn. Bóp cao lên luôn. Rồi cây số 7 này 600 ngàn anh em ơi. Đây cây số 8. Hai mươi mốt anh em. Chiều cao 79 anh em ơi. Phục cũ nè. 500 ngàn anh em ơi. 500 ngàn. Cây số 8 500 ngàn. Cây số 9 anh em ơi. Cây số 9 là nó 25 tới 54 cũng được anh em ơi.
chiều cao là 1m18, chia cành đều nghe nè. Cây số chín có giá là 700.000, thôi để anh em 600.000 anh em ơi. Rồi 600.000 nha anh em. Rồi cây số 10, một mét để ba anh em ơi, 26 anh em ơi, một củ đế nha anh em, rất đẹp anh em. Đây cây nè, đẹp quá. Rồi cây số 10 này giao luôn anh em là 800.000, cây này đẹp nha anh em, chi cành đều nha anh em nha, chi cành đều hết nha, củ đế nha anh em, 800.000 anh em ơi. Có chiều cao rồi, tức luôn chọn. Một mét 35 anh em ơi. 23 tới 52 ha. Củ đế này anh em. Chia cành đều anh em ơi. Số 11. Rồi có giá là 700.000 cho anh em luôn. Số 1 giá 700.000. Giá hơi siêu siêu nghe anh em. Mình dân bay chút nha. Mình chỉ đứng mà để đứng. Còn đứng mình ngã bay cũng được. Cái 12. Quỳnh là 25 anh em. Quỳnh 25 nha. Chia cành đều nha anh em đây. Củ đế anh em. Cái này số 12 anh em. Rồi cái này Zalo anh em giá là 500.000 anh em ơi. 500. Đây cái 13. Cái 13 quá đẹp nha anh em. 1m03 anh em ơi, một củ đế anh em ơi. 25 hoành nha anh em. Đây một củ đế nè. Chi cành là đều hết nha anh em. Đây chi cành là đều. Cây này là cây 13 có giá cho nên là 800.000. Bán nó anh em ơi. Đây cái 14. Chiều cao là 1m23 anh em. 29 tới 58 nghe anh em. Củ đế nghe anh em. Cây này có giá cho anh em là 700.000 đi. Ghi 800 thì bán 800, thôi bán anh em 700 thôi. 700 nghe anh em. Cái 15 anh em ơi. Cái 15 mà tàn chi đẹp quá anh em ơi. 23 anh em ơi. 24 tới 53. Chi cao là 112 anh em ơi. Chi cành đều nghe nè. Cây này là cây số 15 Zalo 800.000. Cái 15 800.000 nghe nè. Chỉ cần đều anh em 800.000. Cái là cái 16 nghe anh em. Hai mươi bốn anh em ơi, bỏ đến nơi nghe anh em. Một trăm lấy mười. Cây này là cây 16. Rồi
Rồi cây 16 này cho luôn em 600.000 anh em ơi. Chi cành điều nghe anh em. Đây đây chi cành điều hết nè. Đây. Chi cành đây đầy hết. 600.000 cho anh em luôn. Lấy. Ồ cây 17 đẹp quá anh em ơi. Chi cao là 1m17 anh em. 23-52 nghe anh em. Đây bộ đế này nè. Đế lật luôn. Đây chi cành đều anh em. Này chi cành này. Chi cành này đều hết. Đây là cây 17. Cái giá cho anh em là 700.000 luôn. 700.000 nha anh em. 700. Cây 18. Đây cây 18 anh em ơi. 90. Mười bảy anh em ơi. Rồi cái này cho luôn anh em 400.000. Một cục của đế nha anh em. Chi cành này cũng được. Rồi 400.000 thôi cho anh em chơi. Rồi cái 18. Rồi cái cuối cùng cái 19. Một mét 24 anh em. 25-54 nghe anh em. Rồi cái này Zalo anh em là 800.000. Rồi 800.000 anh em ơi. Một cục của đế đẹp lắm nghe anh em đây. Rồi quay cổ cho anh em coi luôn. Rồi 800.000 anh em ơi. Rồi. Nào coi đó gì bắt ba nào. Rồi. Rồi cảm ơn anh em. Có áo hộ gì mình. Anh để anh em.